Hello everybody, welcome to Health với KT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Bách Chiến Truyền Kỳ phiên bản mới, phiên bản cũng phiên bản như đó thôi. Mà ba tướng cho anh em nào mới chơi sơ lược qua chân võ, Phi Vũ và Hục Sơn ha. Đó, trong đó chỉ có một nhân vật duy nhất là nữ, đó là Phi Vũ, đánh tầm xa, khống chế và bạo phát. Thì con này có một số anh em cũng có hỏi từng qua phiên bản cây cuốc, nhưng mà từng rồi bận tí nên là không có làm ha. Ok, từng này thấy công việc ít lại nên là ghé qua review chút ít cho anh em nào có chơi, có nhã hứng chơi thì chúng ta vào game quẩy ha. Đó, link thì heo sẽ để dưới phần mô tả. Game chơi được cả Android, cả PC, iOS thì có file IPA ha. Đó, còn cài file IPA ra sao thì em nhắn tin hỏi admin. Đó, mấy vấn đề đó thì nhiều khi heo không rõ, tại vì nhà chưa có điều kiện mua iPhone các bạn ạ. Đó, thiệt nói nhiều khi nhà chưa có điều kiện mà iPhone mà nhiều ông vẫn không tin các bạn, thiệt luôn á, không biết giải thích làm sao. Không có iPhone thì nói không có iPhone, thiệt chưa bao giờ cài game cho iPhone luôn á, thiệt luôn á. Đấy là một câu chuyện có thật đấy các bạn, chưa bao giờ cài game trên iPhone. Đó là đừng ông nào hỏi về vấn đề mà iOS ra sao ha. Vâng, heo xin thưa rằng là heo thích xài hệ điều hành mở ha. Đó, mặc dù nó có nhiều ứng dụng chạy ngầm đồ này nọ ha. À, nhiều khi nhất là hàng Facebook á, chuyện mồm mới mở miệng nói, ví dụ như là chiều nay đi mai chiều đi coi chiếc xe, hay là mai chiều đi coi cái tấm niệm rồi coi ra sao rồi. Ok, thế là tùy chiều tối nay hoặc sáng mai là bắt đầu trên Facebook là lướt là thấy rồi đó. Đó, kinh khủng vậy đó. Rồi quay lại con game thì đầu vô chúng ta sẽ chạy nhiệm vụ tân thủ, mặc dù nó chưa có phi gì hết nha các bạn. Đó, trong túi đồ này nọ thì vẫn là trống không ha. Đó, á, 7 trống không đâu mà trống không, hai số không rõ ràng mà có trống đâu. Đây, thông tin server nhanh gọn lẹ, Bách Chiến 3D khai mở server 8 open 19 giờ ngày 15 tháng 12. Feed có tân thủ server mới, quà tặng thẻ VIP 4, hỗ trợ ACEP. Đó, code nhập tại trang chủ và đây là lựa chọn đúng đắn của bạn. Ok. Rồi game được đầu tư tỉ mỉ ha. Tặng rất nhiều phần quà ha. Trang chủ bachchien3d.net, tỷ lệ nạp siêu rẻ gấp 100 lần so với các tựa game nhập vai khác. Tặng ngay 5.000 kim nguyên bảo, 500.000 kim nguyên bảo và VIP 4, tiêu kim nguyên bảo lên VIP. Tặng thêm 500 thẻ ACEP kinh nghiệm nhân 3 tha hồ ức cấp ha. Mỗi ngày có code và các event hấp dẫn, điện thoại chơi nụt, máy tính cài ngon, đánh boss rơi đột trực VIP, tính năng dân cài game này cân tất ha. Ok ok, nhập code liền, bệnh gì cơ. Đâu rồi, hạt này vào đây. Rồi, feed code tân thủ. Đó, mà đặc biệt là một tài khoản chỉ chơi được một server và nhập code một lần thôi nha các bạn. Đó, ví dụ là chúng ta chơi server 8 thì chúng ta không thể nào mà quay lại server 7, server 8 mà để nhập code, server 6 mà nhập code được nha. Một tài khoản chỉ được nhập ở một server duy nhất nha các bạn. Đó, ok. Nhắc cho nhiều anh em chưa biết. Rồi, thẻ VIP 4. Ngày xưa là phải tự bỏ tiền túi ra mua. Ngày xưa là phải tự bỏ tiền túi ra mà mua VIP đó. Giờ là có luôn VIP rồi ha. Đó, thẻ VIP 4 đàng hoàng. Tiền rảnh rang đó chúng ta có thể đi mua skin rồi cái kiểu con đà điểu ha. Đây, kim nguyên bảo, rồi thẻ hội viên, rồi ACEP nhân 500 nè ha. Đó. Rồi, bây giờ để cho nó tự chạy nhiệm vụ đi, tí quay lại coi sao.
hay chạy đi tí thì nó lên à, con này hạng thiếu lông á. Nhưng mà muốn có con này thì các bạn phải lên level cao hình như là cũng 60 mấy hay nhiêu á, quên mẹ nữa rồi. Sao mấy ha, 100 mấy gì đó à, chúng ta mới mở ra được con hạng thiếu lông ha. Mà không phải mở phi nha, nó nằm ở trên shop á, chúng ta lấy tiền chúng ta mua nha. Nhưng mà hiện tại thì hiện tại thì trên shop chưa có bán em nó, phải chờ level cao kìa đó, mới lụm được ha. Rồi 38 boss 38 rồi, đánh hơi yếu đúng không? Trời ơi, có 28.000 lực chiến à, đánh đấm kiểu gì. Ok, ra nâng lực chiến đồ lên coi. Đi mua skin nữa các bạn ơi. Đúng rồi, mua thời trang đồ chứ đúng không? Nãy giờ tiền chưa mua gì nè hả? Ngày xưa là chúng ta phải mua cái thẻ chí tôn mới lên được VIP. Còn bây giờ thì ok, hỏi giờ để tiền đó mua thời trang các bạn à. Đây, đây mua thời trang, ok, nó đủ áo nè, rồi vũ khí nè, rồi nón là liên gì đó, ok. Còn cái này thì chúng ta mua thêm đồ để mà nâng bét, nâng hú cởi ha. À, và quên, chúng ta có code ngày nữa nè anh em. Đó, mỗi ngày đều có code ha. Đó, nhập code thành công, nhận được 50.000 kim nguyên bảo. À, 10 ngày là chúng ta được 500.000, 1 tháng là 30 ngày chúng ta được 1.500.000 kim nguyên bảo nha các bạn. Đó, 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 lợi ích của chơi lâu dài đó. Rồi đây quà móc nạp hả, tích nạp rồi nè hả. Đó, còn đây là quà đu tớp nè hả, rất nhiều hả. Ok, ok, ủa mình chưa mở ra được cái tớp đúng không ta? Đây đâu có cái tớp nào đâu, vậy là mình chưa mở ra được cái tớp rồi. Bảng xếp hạng à, chưa mở ra được bảng xếp hạng thì ngon, lên có mấy ông top đâu, mà hiện tại thì chưa đâu. Đó, đúng rồi, mua phù bay cho lẹ chứ đi bộ chỉ cho nó lâu. Đó, ok. Đó, trời ơi, cao ngoài này đánh cho lẹ này các bạn, bây giờ đánh vẫn còn hơi yếu đúng không. Đó, vô ngoại hình ngoại trang úp được chiến lên. Up mát con này thì đâu đó nó cũng được 50.000 hay 500.000 gì đó, quên mạ nó rồi, không nhớ. Nhưng mà nó cũng được lực chiến khá là nhiều nha các bạn. Đó, đó, đó. Thứ gì mà chịu được các bạn. Ok, tới luôn bầu ơi. Đó, đó. Tới luôn, tới luôn. Đó. Rồi, 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 rồi. Up luôn. Ôi, mở bet được rồi hả ta? Kìa, được mở được con linh sủng nữa kìa. À, mở được linh sủng là lực chiến lên cao lắm luôn á. Đó. Đó. Rồi rồi, nhưng mà up con này lên nè ha. Sơ sơ mà được 44.000 lực chiến rồi các bạn. Trời ơi. Mà cái này tới bậc mấy rồi? Đó, 47, 48, 49, 50. Đó, rồi ở đây chúng ta cũng có thể mua. Đây này, bảy rồi, bên này nè. Đó, mua bằng kim nguyên bảo khóa hả. Mỗi ngày thì vô, nếu mà chăm online thì chúng ta sẽ có được code đủ 30 ngày hả. Thì nếu mà trung bình thì bữa có bữa không đi. Chứ là cho nó lâu lâu lên mid mì cho nó tháng 20 ngày thì chúng ta cũng được 1 triệu kim nguyên bảo một tháng nha các bạn. Đó, đó, trời ơi, cài cuốc mà được tặng kim nguyên bảo hàng ngày thì thôi rồi. Cái này mới 32 rồi các bạn ơi. Vậy là lên mát con ba, con gấu cha nè, đúng rồi. 48, 43, 44, 45, 46 rồi hả, 47, 48, 49. Đó, 50 rồi kìa, ok luôn. Rồi rồi rồi, đó, vậy thì ta nói phù nhảy vô tư. Rồi rồi. Này quà nạp, này vé tầm bảo. Này tùy hơi, tầm bảo thì nhận được vũ khí đâu nè hả. Tầm bảo kho. Đó, đây có phúc lợi gì nè.
online rồi level. Rồi rồi rồi. Online thông báo mới. Này qua VIP thì vô chúng ta sẽ nhận VIP ha. Thì cứ mỗi 100 kim nguyên bảo tiêu phí thì chúng ta sẽ nhận được một điểm VIP nha các bạn. Đó, 10.000 thì đâu? 1.000 thì được 10 điểm, 100.000 thì là rồi đúng rồi, 100.000 thì chúng ta sẽ được 1.000 điểm A-ship VIP ha. Đó, ừ đúng rồi. 1/100 thì tỷ lệ đó là quá hợp lý rồi còn gì nữa. Đây, vô đây đánh con boss nè. Đó. Thái hãn cự viên hay gì đó. Ok. Rồi. Đó. Thôi lực chiến giờ đánh mấy con này là vô tư. Rồi, ok. Anh em nào có chơi thì tải về, link theo để dưới phần mô tả nha. Có Android, có iOS luôn nha các bạn. Ok, bye bye.